Sau thời gian tưởng chừng bị rơi vào quên lãng, nhiều giá trị tốt đẹp của Tết Trung Thu cổ truyền đã không chỉ còn trong hoài niệm mà đang tích cực lan tỏa trong cộng đồng. Với nhiều nỗ lực và cả sự bền bỉ, đến nay nhiều di tích địa chỉ tại thủ đô Hà Nội đã trở thành điểm đến với người dân và du khách mỗi mùa Trung Thu. Bền bỉ suốt 20 năm qua, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam luôn đồng hành với các nghệ nhân để nghiên cứu tìm tòi cách thức gìn giữ đồ chơi truyền thống. Từ việc liên hệ nghệ nhân trong các làng nghề, làm sống lại những món đồ chơi truyền thống, đến việc đưa các nghệ nhân đến không gian bảo tàng để lan tỏa tình yêu với di sản. Hy vọng rằng các bạn nhỏ sẽ có những cái trải nghiệm mới, và đặc biệt nữa là đây sẽ là cơ sở để các bạn ấy ngày càng thêm hiểu những cái giá trị văn hóa và từ đó trân quý và có ý thức trong cái việc bảo tồn di sản văn hóa. Không gian đầy ký ức mùa trăng tại khu vực Hồ Văn thuộc Văn Miếu cũng đang hoạt động cho đến hết ngày 1 tháng 10 tới, với mong muốn đánh thức và lưu giữ giá trị truyền thống dịp Trung Thu giữa lòng phố thị. Bố mẹ cùng các con tham gia những cái hoạt động trò chơi dân gian hay là cùng nhau trải nghiệm làm đèn ông sao, làm những cái mặt nạ bồi rất là cổ xưa của Việt Nam mình được gìn giữ trong những cái văn hóa được lưu lại. Chúng ta biết trong cái áp lực của cuộc sống đô thị ngày nay nó đang rất là căng thẳng, và cái không gian của chúng ta là quá hẹp, cho nên mình tổ chức được các sân chơi cho các em, đấy là một cái điều mà tạo cho con trẻ được những cái cuộc sống ngây thơ cũng như là cái cuộc sống vui vẻ của các em ở thành phố, đấy là một cái điều hết sức là tuyệt vời. Hoạt động đón Tết Trung Thu tại các di sản dần trở thành một đặc sản của Hà Nội. Hiện nay, Trung Thu đã rộn ràng nhiều điểm di tích đến khu phố cổ. Với sự tham gia của các chuyên gia văn hóa, các nghệ nhân dân gian, các em nhỏ vừa được tham gia các trò chơi, vừa được tìm hiểu nhiều kiến thức về văn hóa truyền thống.